Kính thưa các đồng chí lãnh đạo của Trung ương, lãnh đạo của thành phố, lãnh đạo của huyện Thủy Nguyên, kính thưa các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và các đồng chí là đại biểu của các đầu cầu, của điểm cầu trung tâm và 37 điểm cầu của các xã, thị trấn của huyện Thủy Nguyên. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới các quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Mai Thị Huệ, sinh năm 1978, hiện là đảng ủy viên, phó hiệu trưởng, phó chủ tịch công đoàn của trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng. Đối với tôi, được giới thiệu và ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa 15 là một niềm vinh dự, là trách nhiệm to lớn trước đảng và nhân dân. Trong khuôn khổ nhận thức của bản thân, tôi biết và hiểu Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Quốc hội thực hiện các chức năng làm hiến pháp, làm luật, quyết định những vấn đề lớn của quốc gia và giám sát tối cao các hoạt động của bộ máy nhà nước. Đại biểu Quốc hội là người được nhân dân bầu ra, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân tham gia thực hiện các chức năng của Quốc hội. Như các quý vị đã biết, trong những năm qua, đất nước ta và thành phố Hải Phòng đã có nhiều thay đổi về mọi mặt, thu nhập bình quân đầu người tăng, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, giáo dục đào tạo có bước phát triển, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao và thực chất hơn, công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được quan tâm và thực hiện tốt, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, Hải Phòng đã có bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được thể hiện qua các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu trong top 10 đơn vị địa phương có sức hút nhất với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, đồng thời cũng thực sự là một điểm đến thành công của các nhà đầu tư. Trong đó, huyện Thủy Nguyên là nơi được mệnh danh vùng đất cổ, vùng đất địa linh nhân kiệt, nằm trong tứ giác nước, quy tụ đủ các lợi thế về giao thông đường bộ lẫn giao thông đường thủy. Nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị về văn hóa, lịch sử, mà còn sở hữu những dự án lớn, những công trình mang tầm thời đại. Hơn thế nữa, huyện lại có điều kiện về tự nhiên, lợi thế về tài nguyên khoáng sản, phát triển kinh tế biển, du lịch, ngành nghề truyền thống, cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, giao thông từng bước được hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại. Những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế xã hội của huyện Thủy Nguyên luôn vượt mục tiêu và kế hoạch đặt ra và đạt được mức duy trì cao. Tại tờ trình của Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã nêu rõ thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện Thủy Nguyên được xác định là một trong ba hướng đột phá về không gian đô thị của thành phố Hải Phòng, là trung tâm hành chính, chính trị của thành phố, trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, đô thị. Đề án thành lập thành phố trực thuộc Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên sẽ tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế sẵn có của huyện Thủy Nguyên nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung, đúng với tinh thần nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Ban Thường ủy Hải Phòng. Tuy nhiên, đất nước, thành phố cũng như các quận huyện Hải Phòng còn đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Đó cũng chính là những vấn đề mà cử tri quan tâm. Trong chương trình hành động của tôi, xin đề cập tới hai lĩnh vực, đó là vấn đề kinh tế và văn hóa xã hội. Thứ nhất, về vấn đề kinh tế phát triển nhanh nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và còn thiếu tính bền vững, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, chưa thực sự dựa vào nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ hai, đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, một số mặt còn yếu kém, khắc phục còn chậm. Chất lượng nguồn nhân lực vẫn đang là một vấn đề thách thức. Khoảng cách thu nhập và mức sống của tầng lớp nhân dân khá chênh lệch, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Một số biểu hiện về suy thoái đạo đức, văn hóa lối sống, văn hóa ứng xử và những vụ việc bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em gây bức xúc trong xã hội. Từ những vấn đề nêu trên, khi được trở thành đại biểu Quốc hội, tôi sẽ góp phần vào các hoạt động để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thực tế, thể hiện ở ba nội dung trọng tâm. Thứ nhất,
tăng cường các hoạt động phối hợp chặt chẽ với các chính phủ, các bộ, ngành ở trung ương, chính quyền của địa phương, các cơ quan hữu quan trong những chính sách chung về phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt quan tâm tới ba trụ cột kinh tế của thành phố chúng ta, đó là công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển, logistics, du lịch và thương mại, đồng thời với sự phát triển của bền vững về kinh tế nhưng không đánh đổi với môi trường. Quan tâm đề xuất những vấn chính sách ưu tiên hợp lý nhằm giải quyết tối đa và hiệu quả để phát triển toàn diện các lĩnh vực về văn hóa xã hội. Như các vấn đề về chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các chính sách đối với những gia đình người có thương binh liệt sĩ, người có công, các giải pháp chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chú trọng những giải pháp khả thi, cơ bản lâu dài, cấp bách nhưng trước mắt nhằm khai thác hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thứ hai, là một ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm và tích cực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, phát triển. Trong đóng góp xây dựng pháp luật, tôi sẽ tham gia lồng ghép giới trong các dự án thông qua các kỳ họp của Quốc hội, trong đó tập trung vào những vấn đề cơ bản, những chính sách đảm bảo quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, như vấn đề về sức khỏe, sinh sản, giáo dục và đào tạo, lao động và việc làm, góp phần thúc đẩy mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, của dân tộc. Thứ ba, là một nhà giáo, là một người quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tôi luôn trăn trở về vấn đề thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và vấn đề lao động việc làm nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước nói chung và thành phố nói riêng. Vì vậy, tôi sẽ làm tốt và tập trung về vấn đề ưu tiên này mang tính xuyên suốt. Sở dĩ tôi chọn vấn đề này là ưu tiên bởi vì nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố nòng cốt để phát triển bền vững cho nền kinh tế xã hội. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình Việt Nam hội nhập, trong quá trình thành phố trở thành thành phố thông minh, năng động, sáng tạo là chiến lược hàng đầu và trọng tâm phát triển bền vững đi xa hơn cho nền kinh tế cũng như phát triển xã hội. Cuối cùng, tôi nhận thức sâu sắc về việc giữ mối liên hệ với cử tri vì đại biểu mà có gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe với cử tri, trách nhiệm với cử tri sẽ lắng nghe được hơi thở cuộc sống, từ đó giúp cho các quyết định của Quốc hội phù hợp với lòng dân. Bản thân tôi cũng sẽ không ngừng tự tu dưỡng đạo đức, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ, đem hết sức lực, trí tuệ của mình thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công, tích cực tham gia có chất lượng, hiệu quả về việc lập hiến, lập pháp và giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các đại biểu đi trước, nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng là cầu nối quan trọng để truyền tải ý kiến, nguyện vọng của chính đáng, của nhân dân, của địa phương tới nghị trường Quốc hội. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các quý vị cử tri, với nhận thức sống để được làm việc, để được cống hiến, để được phụng sự Tổ quốc, phục vụ cho nhân dân. Cho nên bản thân tôi luôn xác định, dù bất cứ ở cương vị nào, thuộc lĩnh vực công tác nào và làm việc ở đâu thì cũng phải tận tâm, tận lực trong công việc. Mọi việc dù lớn hay nhỏ đều phải lấy lợi ích của tổ chức, của tập thể, của nhân dân làm trọng. Tôi hy vọng và mong muốn sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, các cấp, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là cử tri và nhân dân nơi cư trú, nơi công tác và những địa bàn mà tôi ứng cử để tôi có thể thực hiện các dự định trên vì cuộc sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước và của thành phố Hải Phòng. Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã chỉ đạo kịp thời để các ứng cử viên của chúng tôi có điều kiện tiếp xúc và trình bày chương trình hành động của mình qua nhiều hình thức. Đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn đến các cô, các bác, các chú, các quý vị cử tri đã trách nhiệm sắp xếp thời gian đến dự và lắng nghe một cách hết sức chỉnh chu. Xin kính chúc các khỏe các đồng chí các lãnh đạo bác. Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo và các quý vị, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trên đây tôi đã trình bày xong chương trình hành động của mình và cũng xin được lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các quý vị. Xin trân trọng cảm ơn.